Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho trang địa phương Tây Giang phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Các tin chính sau sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Huyện ủy Tây Giang đánh giá tình hình các mặt công tác 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Tây Giang tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề nâng cao năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tây Giang phát huy vai trò già làng, người có uy tín. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Tây Giang vừa tổ chức hội nghị lần thứ 16 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2022-2023, hè thu 2023 là hơn 3.100 ha, đạt 101,94% tổng sản lượng lương thực có hạt, ước 5.000 tấn, đạt 107%. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 gần 800 tỷ đồng, đạt 147,27%. Cùng với đó, huyện Tây Giang tổ chức thành công kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang với nhiều nội dung thiết thực, tạo được niềm tin phấn khởi trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên được chú trọng, đã kết nạp 76 đảng viên mới, đạt 84,44%, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 2.200 đảng viên tại 47 tổ chức cơ sở đảng. Mới đây, huyện Tây Giang tổ chức diễn tập phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Giang Cạ Lùm năm 2023. Cuộc diễn tập phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Giang Cạ Lùm năm 2023 diễn ra hai giai đoạn. Giai đoạn 1 vận hành cơ chế và giai đoạn 2 thực hành cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai. Tình huống giả định đặt ra cho cuộc diễn tập là cơn bão số 7 trên địa bàn hai huyện Tây Giang và Cạ Lùm đã mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 500 đến 750 mm, kèm theo dông, lốc, sét. Mực nước trên các sông suối trên mức báo động 3 gây ngập úng, sạt lở đất, lũ ống đã xuất hiện ở một số địa phương và một số tuyến đường giao thông. Trước tình hình trên, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện thực hành các cuộc họp vận hành cơ chế làm công tác chuẩn bị ứng phó bão số 7. Phần diễn tập thực binh diễn ra tại điểm cao 1202 thôn Chân Óc, xã Triệu Âm, huyện Tây Giang để mô phỏng bản Tà Vàng, huyện Cà Lùm. Trong diễn tập có 4 vấn đề huấn luyện. Vấn đề huấn luyện 1, hành động của các lực lượng thông tin, thông báo cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Vấn đề huấn luyện 2, sơ tán nhân dân đến khu vực an toàn. Vấn đề huấn luyện 3, ứng cứu tìm kiếm cứu nạn nhân dân tại khu vực bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sập đổ công trình nhà cửa. Vấn đề huấn luyện 4, khắc phục môi trường, tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc cho nhân dân, cung ứng nhu yếu phẩm ổn định đời sống cho nhân dân. Thời gian qua, Công an huyện Tây Giang đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho các trường học nội trú, bán trú và có bếp ăn tại trường, những nơi được xem có nguy cơ xảy ra cháy nổ. Từ phong trào Nhà tôi có bình chữa cháy, hơn 500 cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trường tiểu học A Tiên và trường trung học phổ thông Võ Chí Công đã được các cán bộ chiến sĩ công an huyện Tây Giang phổ biến những quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy, được hướng dẫn kỹ năng sử dụng điện, ga an toàn. Sau khi giáo viên học sinh cơ bản nắm các kiến thức, kỹ năng, công an huyện đã tổ chức thực hành thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy bằng bình bọt MFZ4, bình khí CO2 MT3 để dập tắt đám cháy. Để phát huy hiệu quả phong trào, thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục duy trì hướng dẫn các em các kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa để củng cố kiến thức, kỹ năng ứng phó cháy nổ trong nhà trường và cuộc sống. Đối với đồng bào vùng cao, việc nắm bắt kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, do đó việc tuyên truyền cho học sinh là cầu nối quan trọng để các em tuyên truyền rộng rãi cho người thân, gia đình. Qua đó phát huy vai trò trách nhiệm của toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm giảm thiểu tai nạn do cháy nổ gây ra. Trong tháng 10 này, huyện Tây Giang tổ chức các hoạt động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề nâng cao năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 năm nay có chủ đề
nâng cao năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tuần lễ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2023. Các hoạt động trong tuần lễ nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cộng đồng, các tầng lớp nhân dân về vai trò của hoạt động tự học và học tập suốt đời. Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số là quá trình thay đổi mô hình cũ, mô hình truyền thống sang dạng mô hình số hóa dựa trên những ứng dụng công nghệ mới. Công nghệ thông tin chuyển các hoạt động của chúng ta từ thế giới thực sang thế giới ảo ở trên môi trường mạng nhằm thay đổi phương pháp, quy trình dạy học, làm việc và văn hóa lao động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, góp phần triển khai thành công phong trào thi đua cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Mới đây tại Tây Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam phát động phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tỉnh Quảng Nam năm 2023. Tỉnh Quảng Nam có 9 huyện miền núi, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có khoảng hơn 128.500 người. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp phối hợp thực hiện đề án và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam vẫn còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ngoài các nguyên nhân chung như hạn chế về hiểu biết và nhận thức của người dân, các hủ tục lạc hậu thì còn có nguyên nhân kinh tế khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội đối với trẻ em, thiếu kỹ năng sống ở trẻ em, sự vào cuộc của địa phương để ngăn chặn tình trạng này chưa mạnh mẽ, quyết liệt. Để giảm thiểu ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam phát động công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023, nhằm vận động người dân phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc mình, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, có hại về hôn nhân và gia đình, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức trong xã hội, về ý thức chấp hành pháp luật. Nhóm đối tượng được quan tâm hỗ trợ là phụ nữ và trẻ em gái vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động, không an toàn, người khuyết tật. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam ra mắt tổ truyền thông cộng đồng tại thôn Tà Vàng, xã Tiêng, huyện Tây Giang. Đây là mô hình triển khai trong khuôn khổ dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề bức thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tổ truyền thông cộng đồng được thành lập gồm 10 thành viên. Nhiệm vụ chính là tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, cũng như xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, và tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số, đồng thời tích cực theo dõi, nắm bắt đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân nói chung, phụ nữ, trẻ em gái nói riêng. Đây là tổ truyền thông cộng đồng thứ hai được thành lập tại vùng đồng bào Cơ Tu của hai huyện Tây Giang và Nam Giang. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam và đồn biên phòng An Ông vừa tiến hành bàn giao nhà mái ấm tình thương cho gia đình bà Arất Thị Mlấy ở thôn A Sò, xã An Ông, huyện Tây Giang. Đây là ngôi nhà nằm trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2023 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Ngôi nhà xây cấp 4 có diện tích gần 100m², được xây kiên cố, lợp tôn, nền tráng xi măng, có tổng kinh phí 80 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng An Nông hỗ trợ thêm ngày công. Năm 2023, Hội viên Phụ nữ toàn tỉnh Quảng Nam đóng góp mỗi người 3.000 đồng trên một tháng để gây quỹ tham gia chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hỗ trợ tỉnh xây công và nhiều chương trình có ý nghĩa khác. Đến thời điểm hiện nay, đã bàn giao xong 5 ngôi nhà mái ấm biên cương cho phụ nữ nghèo vùng biên giới của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bằng tinh thần trách nhiệm, tấm lòng hết mình vì bà con dân bản, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện Tây Giang đã đang có nhiều đóng góp trong tất cả các phong trào hành động cách mạng. Trong đó, việc lưu truyền gìn giữ những nét đẹp văn hóa tộc người đang được xem là điểm sáng của Tây Giang. Chính sự vào cuộc của các già làng người có uy tín đã tiếp thêm ngọn lửa tình yêu văn hóa với bao thế hệ trẻ ngày nay. Ở xã Lăng, huyện Tây Giang,
Hình ảnh ông Cờ Lông Nhấp giữ từng nhịp chiêng trống để truyền dạy lại cho thế hệ trẻ đã trở nên quen thuộc với bà con Cơ Tu nơi đây. Đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, song đầu đấu với văn hóa bản sắc tộc người Cơ Tu, ông Nhấp đã quyết định tham gia truyền dạy lại cho con cháu trong làng. Hàng ngày sau giờ lên nương lên rẫy, ông lại hăng say với từng điệu chiêng, tiếng trống, rồi điệu múa tân tung cho bao chàng trai khỏe mạnh. Công sức của ông nay cũng đã được đền đáp khi mà có nhiều thanh niên nam nữ trong làng thuần thục từng điệu múa, cách đánh chiêng, đánh trống. Và hôm nay làng ông vào hội lớn, niềm vui của người già làng có uy tín này như tăng lên gấp bội phần. Thường xuyên như vậy là cái tuyên truyền, vận động, giáo dục các con, các cháu, các tầng lớp nhân dân hiểu cái vấn đề chủ trương, vấn đề cái sưu tâm lại cái các cái bản sắc dân gian của dân tộc mình. Già Nhấp chỉ là một trong số hàng chục già làng người có uy tín nghệ nhân tiêu biểu của bà con Cơ Tu ở huyện Tây Giang. Bằng uy tín, tâm huyết, trách nhiệm và tấm lòng đau đáu với văn hóa, bản sắc tộc người, họ đã đang truyền lửa cho thế hệ trẻ để giữ từng câu hát lý, nói lý hay từng điệu múa tân tung dài dạng. Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay, các già làng nghệ nhân ở Tây Giang đa phần đều lớn tuổi, sức khỏe cũng ngày càng yếu dần. Vì vậy, để những giá trị văn hóa, bản sắc tốt đẹp của đồng bào thiểu số không bị mai một, đã đến lúc tỉnh Quảng Nam cũng như huyện Tây Giang cần có những chương trình tổng quát hơn về truyền dạy lưu giữ các giá trị văn hóa tộc người Cơ Tu. Mong muốn là cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là trung ương của tỉnh tiếp tục có những cái cơ chế. Thứ nhất là có cơ chế chính sách điều chỉnh tăng cái định mức chế độ cho cái đối tượng này, đảm bảo công tác bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa. Thứ hai nữa là bảo đảm giữ vững tình hình an ninh biên giới, an ninh nội địa. Đấy, tôi cho là làm thế nào giữ vững được cái bản sắc văn hóa, nó gắn với cái phù hợp với cái chủ trương đường lối của Đảng, nó gắn với cái chủ trương chúng ta hội nhập và phát triển. Với vốn hiểu biết phong phú, nhất là về phong tục tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc, người có uy tín ở huyện Tây Giang đã phát huy vai trò quan trọng trong việc gìn giữ phát huy phong tục truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, đồng thời xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tích cực đi đầu trong việc động viên con cháu, phấn đấu vươn lên trong học tập, vận động đồng bào tham gia quỹ khuyến học, xây dựng gia đình, dòng họ khuyến học, góp phần nâng cao hiểu biết, trình độ dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ người có uy tín ở Tây Giang đã vận động nhân dân quyên góp tiền ngày công xây dựng nhà văn hóa, phát huy, giữ gìn phong tục, truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Cùng chung sức giữ gìn tiếng nói, chữ viết, tri thức dân gian, các món ăn, bài thuốc và nghệ thuật trình diễn dân gian. Họ xứng đáng là những bông hoa đẹp, những cây lim cổ thụ giữa đại ngàn Trường Sơn. Trang địa phương Tây Giang phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.